Hey. Alo. Được. Tôi sẽ đến ngay. Đại ca, xin đại ca cứ yên tâm, tài liệu này em đã lấy được trong tay rồi. Ngày mai ra tòa nhất định đại ca sẽ không sao đâu. Có con chim nhỏ rơi xuống nước. Là cảm ứng bằng sóng điện tử ứng. Ngoài giọng của ta nói câu này ra, thì không có người nào có thể mở được nó. Tao xem mày làm thế nào để lấy chứng cứ ra. Ông chủ, mở tủ bảo hiểm ra. Chỉ có tao biết mở. Mày là người của phía cảnh sát, mày không dám giết tao đâu. Tôi không phải là người của cảnh sát, tôi chỉ là khách mời mà thôi. Có điều đến ngày mai, ông sẽ bị tuyên án có tội. Tao có tội ư? Mày có chứng cứ chứng minh tao có tội không? Lão hồ ly như ông, tao là lão hồ ly tu luyện nghìn năm rồi. Đáng tiếc chúng tôi chỉ coi ông là con chim nhỏ trong lồng mà thôi. Nhưng con chim nhỏ đó ngày mai sẽ cất cánh bay cao đấy. Thế cánh chim của ông đâu? Cánh chim ư? Không có cánh thì không bay được. Ông có thể ngã chết đấy, lão khốn ạ. Tao không thể ngã được đâu. Tao có thể ngồi máy bay mà. Ông thật sự muốn tôi ra tay mới chịu mở tù bảo hiểm à? Mày ra tay đi. Đánh tao ngã còn hơn phải ngồi tù 30 năm. Ngồi máy bay cũng bị rơi xuống đấy, tuyệt đối không bị rơi xuống nước. Vậy thì chúc mừng ông. Nói hay lắm, Snooker. Có con chim nhỏ rơi xuống nước. Đội trưởng Thạch, hôm nay tôi bí mật đến tìm cậu, không có ai biết cả. Đội trưởng Thạch nghe điện thoại, vợ ông tìm ông. Đội trưởng Thạch nghe điện thoại. Được được, chờ một chút, chờ một chút tôi sẽ nghe. Đã bắt được người rồi, chắc chắn là đưa cho cậu. Cấp trên rất hài lòng với kế hoạch mời cao thủ hàng đầu Lạc Ưng tham gia với cảnh sát. Sau này còn có rất nhiều việc nhờ cậu giúp đỡ. Có điều cảnh sát không thừa nhận sự tồn tại của chúng tôi. Nếu chúng tôi có lỡ tay thì phía cảnh sát cũng sẽ không ra mặt giúp đỡ. Thông minh. Đội trưởng Thạch muốn ăn chút gì không? Tôi không ăn trong thời gian làm việc.
Tôi mời ông. Ồ, chờ một chút. Vậy thì bào ngư, thịt bò, cơm gà, cộng với chân giò hun khói, rau xà lách, hai trứng phủ lên trên. Ngoài ra cho tôi thêm một đĩa rau. Mau lên nhé, có ngay đây. Ông chủ, có bức thư tôi quên chưa đưa, được gửi tới từ Hy Lạp ạ. Đội trưởng Thạch, đằng kia có hai cô gái muốn nhờ ông giúp đỡ. Tôi có việc muốn bàn với ông chủ của anh không rảnh rỗi, nhưng họ muốn nhờ ông xoa kem chống nắng. Kem chống nắng ư? Cảnh sát phải vì nhân dân phục vụ thôi. Đi đi mau lên. Andy, khi tôi nghiên cứu khảo cổ ở Hy Lạp, đã phát hiện thấy một chuyện rất kỳ lạ. Tôi hy vọng cậu có thể đến nghiên cứu cùng tôi. Tôi tin là cậu sẽ không thất vọng đâu. Có điều cậu phải rất cẩn thận đấy. Đặc vụ quốc tế đã bắt đầu theo dõi tôi. Thẩm Côn, địa chỉ của tôi là... Trung Sở Lan, Bần Bần, nghỉ hè cậu đi đâu chơi vậy? Cậu tớ nói là sẽ đưa tớ đi du lịch. Bần Bần, nghỉ hè rồi, bóng của mày không dùng nữa, cho tao. Cặp sách của mày, kính của mày cũng không cần nữa. Các cậu làm sai rồi, cậu suốt ngày bắt nạt người khác. Nó sinh ra chính là để tao bắt nạt, có phải không? Chúng ta đi. Bần Bần, sao cậu cứ để người khác bắt nạt mà không đánh trả vậy? Quân tử dùng miệng chứ không dùng tay. Sao vậy? Lại bị người khác bắt nạt à? Sử Thái chưa bắt nạt bạn ấy đấy. Được, để chú trả thù giúp cháu. Mày có phải là Sử Thái chưa thường hay bắt nạt Bân Bân không? Đúng thì sao nào? Tên lợn béo chết tiệt này, vừa béo vừa phù vừa đần độn, lại vừa đáng ghét. Bố của mày không biết sao lại sinh ra mày chứ? Tao thay ông ta dạy cho mày một bài học. Đi bắt nạt một người trước tiên phải tìm hiểu rõ xem có người mạnh mẽ đứng sau không nhé. Cứu con với bố ơi. Gọi tao là bố thì cũng vô dụng thôi. Mày trông xấu quá, tao thấy chắc bố mày cũng không đẹp hơn bao nhiêu. Tao thật buồn thay cho mẹ mày đấy. Mày hãy bỏ tay ra cho tao. Đồ ngốc, tao đánh cả mày đấy. Ông không phải là bố của nó chứ? Nó là con tao. Ồ, cậu nhà đúng là một đứa trẻ đẹp trai đáng yêu, ngây thơ hoạt bát. Thằng khốn, tao nói cho mày biết, trước khi mày bắt nạt người khác, phải tìm hiểu rõ xem có phải có người mạnh mẽ đứng đằng sau không nhé. Thế nào đại hiệp Snooker? Đâu có. Tôi đánh cho bố nó bò xuống đất, hơn nữa còn quỳ xuống xin tôi. Có điều kính của tôi lại bị hắn ta dẫm mất. Nào, cậu ơi, chúng ta đi đâu chơi vậy? Cháu nhất định sẽ thích. Ở đâu ạ? Hy Lạp. Cảnh ở đây rất đẹp, để anh chụp cho em một kiểu nhé. Tôi thấy như vậy có được không? Được. Chủ, bạn của anh đùa chúng ta rồi, bảo chúng ta đến tìm anh ta. Anh xem đấy, chẳng biết anh ta chạy đi đằng nào nữa. Thôi đi, phong cảnh Hy Lạp đẹp như vậy, coi như là đi nghỉ mát đi.
Nơi này thật là đẹp. Hi. Cậu ơi, đây là nơi nào? Nơi này gọi là điện thần Atrian Temple, là di tích cổ đại diện cho thủ đô Athens của Hy Lạp. Đổ nát chẳng bằng miếu khổng tử của chúng ta. Đừng nói linh tinh, ra đằng kia xem đi. Di tích cổ này đã có mấy nghìn năm lịch sử rồi. Họ thờ nữ thần Athena, đó cũng chính là thần bảo vệ Athens đấy. Không biết ở đây có giúp thẻ tình duyên không? Chúa ơi, tôi rút được một thẻ rồi. Tôi đi cầu đây. Chú biết nói tiếng Hy Lạp à? Không biết. Không biết thì cầu thế nào? Dùng ngôn ngữ quốc tế mà. Này, anh đang làm gì ở đây vậy? Anh đã phạm luật, đi theo chúng tôi về sở cảnh sát. Tại sao? Cậu sẽ kể cho cháu nghe câu chuyện về điện thần nhé. Nhìn cái gì mà nhìn, xảy ra chuyện rồi đấy. Này, này, bạn trai đến là bỏ mặc tôi sao? Cậu đúng phải kẻ hèn hạ. Anh kia, đứng lại, không được chạy. Đứng lại. Cậu ơi, làm thế nào bây giờ? Chúng ta đi tìm chú ấy. Anh Thẩm Côn, tôi đã tìm anh nhưng không tìm được. Một lời khó nói hết. Xin lỗi, bạn của tôi xảy ra chuyện. Khi nào dối đến tìm tôi ở khách sạn Hy Lạp. Eddie, xin lỗi. Thẩm Côn, họ là ai? Cảnh sát hình sự quốc tế, chịu trách nhiệm bảo vệ anh. Mang đồ đến chưa? Các anh phải cẩn thận, có người đã theo dõi tôi rất lâu rồi. Anh cứ yên tâm, giao cho anh ta đi. Cảm ơn. Các anh đã bán đứng tôi, không được động đậy. Đưa đồ ra đây. Cậu thật phiền phức. May mà trốn được hai cảnh sát Hy Lạp đó, nếu không thì đã ngồi tù rồi. Cậu đưa Bân Bân đi xa một chút, lát nữa tớ sẽ đến tìm hai người. Nếu không đưa là tôi nổ súng đấy. Không được động đậy. Chúng tôi mới là cảnh sát hình sự quốc tế thật. Bỏ súng xuống. Thẩm Côn. Ở đằng kia. Thank you.
Dừng tay. Chúng tôi là cảnh sát hình sự quốc tế. Thẩm Côn đâu? Tại sao các anh lại đuổi theo Thẩm Côn? Việc này không liên quan đến anh. Tại sao chúng tôi phải nói với anh chứ? Được, mọi người đều không phải nói nữa. Khoan đã. Có chuyện gì? Anh có phải là La Lực không? Tôi là Andy. Tôi đã xem qua hồ sơ của anh. Anh là người săn chim ưng số 1 của cảnh sát Hồng Kông. Thẩm Côn ở Hy Lạp đã phát hiện ra một cổ vật rất đáng giá, nên đã bị đặc vụ truy sát. Nghe nói trùm sọ Karov đã đến đây rồi. Thảo nào anh ấy đã viết thư gọi tôi đến. Bây giờ anh ta ở đâu? Đi rồi. Andy, tôi hy vọng anh hợp tác với chúng tôi. Nếu anh gặp Thẩm Côn thì hãy bảo anh ta lập tức đến lãnh sự quán Mỹ tìm chúng tôi. Tình cảnh của anh ấy rất nguy hiểm. Được. Excuse me. Xin lỗi. Chào ông, tôi có thể giúp gì được cho ông? Tôi đang tìm Andy. Anh có thể nói cho tôi biết số phòng của anh ấy được không? Tôi không thể nói cho ông được. Anh tìm anh La Lực à? Đúng vậy, tôi là trợ lý của anh ấy. Anh ấy ra ngoài rồi, tôi dẫn anh vào trong phòng đợi nhé. Được, xin mời. Này này, chú buồn lắm rồi. Đừng trang nhà vệ sinh cho chú nữa được không? Chú xin cháu đấy. Này, chú xin cháu đấy. Cháu hãy mau ra đi được không? Cháu ở đây cơ mà. Vậy ở trong là ai? Không có ai cả. Nhà vệ sinh ở châu Âu có hai cái bồn cầu. Đi cả hai bên chắc là nhanh hơn. Ông anh à, tôi đang đi vệ sinh, anh đừng đùa nữa, anh hãy quay lại đi. Mau mở cửa ra, mở cửa ra. Nhà vệ sinh có người toàn thân đầy máu, còn dùng tay sờ vào người tôi ở trong này. Không thấy đâu rồi, kỳ lạ thật. Anh ta chạy đâu mất rồi? Ông Thẩm, vali của ông trống không? Ông có hiểu tôi nói không? Ông là người nơi nào? Người Thượng Hải, người khách. Tôi biết nói 12 thứ tiếng địa phương của Trung Quốc. Ông đừng có giả vờ trước mặt tôi.
Bảo vật ở trong này đi đâu rồi? Có phải tôi nói ra thì ông sẽ thả tôi không? Ông không có tư cách nói điều kiện với tôi. Tôi có thể tiêm cho ông để ông có thể ngoan ngoãn nói ra. Nói xong thì ông sẽ biến thành đần độn. Đừng tiêm, tôi nói. Tôi chỉ có thể nói cho một mình ông nghe. Ông nói đi. Nếu tôi đoán không nhầm thì ông dùng võ Vịnh Xuân của miền Nam Trung Quốc, có điều chưa luyện thành thục. Bây giờ xương sườn bị gãy rồi, nếu ông chịu nói thì tôi sẽ tìm bác sĩ cho. Đồ khốn. Ông đã dùng một câu thô tục để chửi tôi. Ông Thẩm, ông quả là vô giáo dục đấy. Mấy người bạn của ông đã rời khỏi Hy Lạp về Hồng Kông rồi. Tôi tin là bảo vật nhất định nằm trong tay của bọn họ. Tiêm đi. Sau khi trộn bột xong cho thêm ít bột nở vào, đập thêm một quả trứng gà, sau đó cho thêm một chút dầu thơm. Mẹ ơi, con đã về rồi. Bần bần, con về rồi à? Hy Lạp có thú vị không? Thú vị ạ. Mẹ ơi, tại sao mẹ không đi Hy Lạp? Mẹ của cháu suốt ngày đuổi theo các bộ phim truyền hình, làm sao chịu đi chứ? Chúng em đã về rồi. Em đi, em về thì tốt rồi. Vừa nãy có một cô gái điện thoại cho em đấy. Nói gì ạ? Cô ấy có để lại điện thoại, nói là trung tâm thanh niên gì gì đó. Cô ấy nói là em của Thẩm Côn. Ở đây này, em hãy mau gọi điện thoại lại cho cô ấy đi. Cậu ơi, là ai gọi điện thoại cho cậu thế? Liên quan gì đến cháu? Ngày mai cháu phải đi học rồi, mau đi vào thu xếp để đi học đi. Mau lên. Tiểu Bân Bân mang nhiều đồ như vậy, đi bao lâu như thế mà khóa cũng không thể mở ra. Xách vào trong phòng đi mau lên. Lát nữa tôi có việc phải ra ngoài, cậu ở nhà cùng Bân Bân và chị của tôi nhé. Tiểu Bân Bân, giúp một tay nào. Đừng ích kỷ như vậy, mau lên chứ. Tại sao cháu? Ở dưới giấu cái gì vậy? Không có ạ. Không có ư? Không có mà. Thật sự không có à? Không có. Không có thật. Thôi được rồi, mau thu xếp đồ đạc rồi học bài đi nhé. Tại sao chú ấy lại không nhìn thấy bạn ở trong này? Là tớ làm cho chú ấy không nhìn thấy đấy. Thật sự bạn đang nói đấy à? Không phải là tớ nói. Tớ tác động đến điện não đồ của cậu, làm cho cậu cảm thấy là tớ đang nói. Tớ vẫn không hiểu. Cậu không cần phải hiểu. Điều quan trọng nhất là tớ muốn cậu giúp tớ. Không sao, chúng ta kết bạn với nhau đi. Được không? Được, chúng ta ngót tay với nhau nào. Ôi, cậu không có ngón tay. Tối qua anh bị tấn công. Không sao. Anh đừng đánh giá quá thấp cà rốt. Hắn ta thực sự là một cao thủ hàng đầu đấy. Chưa chắc đâu, đi thôi. Thật là thoải mái, như vậy sẽ bỏ mặc được những đặc vụ cứ bám theo tôi. Ai nói anh ta là đặc vụ? Vậy anh ta là ai? Anh ta là cảnh sát nghiêm chỉnh được ông Thạch cử đến bảo vệ chúng ta đấy.
Vậy sao vừa nãy anh lại trêu chọc anh ta? Nếu anh ta cứ theo đuôi chúng ta thì đối phương làm sao xuất hiện được chứ? Dù bọn chúng ra là rất nguy hiểm đấy. Nguy hiểm ư? Sắp đến ngay đây rồi. Xin lỗi phải để hai vị đến gặp tôi ở chỗ này. Tối qua những người đó là nhân viên tạm thời được tuyển ở Hồng Kông, tố chất kém, không lễ phép. Tôi rất xin lỗi hai vị. Anh trai tôi đâu? Bây giờ anh ta rất khỏe, ăn ngon ngủ ngon. Chỉ cần hai người giao đồ ra thì anh ta tự khắc sẽ được thả sang ngay. Anh nói cái gì? Xin hai người đừng lãng phí thời gian nữa. Thẩm Côn đã nói hết tất cả với tôi rồi. Đồ được đặt ở phòng số 167 và lại là phòng do anh đặt. Tôi chưa cầm mà. Ông La, ông nên biết những người chống đối chúng tôi thì sẽ bị chết thảm hơn bị bệnh AIDS. Ban ngày sẽ ăn không ngon, buổi tối ngủ không yên, thậm chí cũng không thích làm gì cả. Xin lỗi, tôi dùng từ hơi thô lỗ một chút. Tôi chỉ biết nếu người của quý quốc bị bắt ở Hồng Kông sẽ là một việc rất khó xử đấy. Tôi sống tàng hình ở đây, về cơ bản là không tồn tại. Trà võ công Triều Châu, vị rất ngon. Có hứng thú không? Thử một tách đi. Thế nào? Anh không sao chứ? Đau không? Một trong những sư phụ của tôi là người Trung Quốc đấy, quen thuộc các môn phái. Anh muốn bắt tôi ư? Không dễ đâu. Anh hãy mau nói cho tôi biết rốt cục thứ đó ở đâu. Túm chặt vào tôi. Đi thôi. Ngon lắm, tổ lại không ăn được. Ngon thật. Hãy nói cho cậu biết cháu có mang thứ gì từ Hy Lạp về không? Không có ạ. Thật sự là không có mà. Anh đừng hỏi nữa. Không có thật à? Anh đừng ép nó. Nếu Bân Bân có chuyện gì đặc biệt sẽ nói hết cho anh mà. Đừng tìm nữa. Việc này rất khó nói. Bỏ vali xuống tìm lại xem. Ngọc đâu? Thật đen đủi. Người ta có bạn gái, mình cũng có bạn gái. Sao mình có bạn gái lại bị trúng tà chứ? Hả? Anh đừng kêu. Tôi có thể biến chân tay của anh về như cũ. Hóa ra mày làm tao trở nên như vậy à? Còn không cho tao kêu. Anh không được kêu. Tôi có thể làm cho anh có sức mạnh siêu nhiên. Sức mạnh siêu nhiên gì? Anh có thể bảo người ta làm gì thì người ta sẽ làm việc đó. Có phải là thật không? Anh thử xem thì sẽ biết. Bây giờ tôi sẽ chặt chân tay anh về vị trí cũ. Anh thử gọi anh ta lại đây xem có linh nghiệm hay không. Snooker, lại đây. Linh nghiệm thật. Tự đánh vào mặt của mình. Snooker, đưa hết tiền đây. Ít như vậy sao? Đi ăn phân đi. Tìm người khác thử xem. Này, phải cách tôi trong vòng 5 thước mới được. Ngã xuống đất. Ngã xuống đất. Sao lại như vậy chứ? Linh nghiệm quá. Winnie, gọi anh vào phòng của em đi. Lão đại, hãy vào trong phòng của em đi. Ôi, cử quá.
Anh suốt ngày cứ trốn trong phòng làm gì vậy? Muốn bảo vệ em thì phải theo em chứ. Hôm nay may mà có em đi, nếu không thì em không biết phải làm thế nào. Ngày mai anh bắt đầu bảo vệ em. Ngày mai ư? Ngày mai thì anh chết đi. Chửi tôi à? Hãy ra đây. Ra đây. Bên trong có rán, anh đi bắt đi. Cởi quần áo, cởi quần áo, cởi ra mau. Mình gặp may rồi. Quả là cậu được ước thấy. Mình đã có sức mạnh siêu nhiên rồi, thì cần gì phải theo đuổi cô ta? Thiếu gì người xinh đẹp để mình lựa chọn chứ? Không nhớ tôi. Quên hình dạng của tôi. Anh ơi, có việc gì vậy? Mau đưa hết tiền cho tôi. Mau đưa hết tiền mặt cho tôi. Không được đưa ít tiền. 500, 1000 đồng phải đưa cho tôi hết. Đưa hết tiền mặt cho tôi, mau lên. Giám đốc, mau lên. Đưa tiền mặt cho tôi, mau lên. Có chuyện gì vậy? Giám đốc đến thì tốt rồi. Tôi muốn tiền lớn, chứ không muốn tiền nhỏ. Mau đưa hết tiền mặt cho tôi, mau lên. Gọi điện thoại. Đúng rồi, đưa tiền xong thì gọi điện cho taxi đưa tôi đi. Mau lên. Đi đi, không được bắt tôi. Tôi là bố của anh, không được bắt tôi. Lái xe, không được đi đến bệnh viện tâm thần, đi đến nhà của tôi, đi cái của khỉ ấy. Andy à, tôi đã phát hiện ra một người. Ai vậy? Thẩm Côn. Tôi sẽ đến ngay. Tôi không ở sở cảnh sát, để an toàn đạt được mục đích, cậu hãy đến nhà của tôi một chuyến. Được. Ông La, ông Thạch ở trên. Đội trưởng. Đội trưởng. Thẩm Côn. Xảy ra chuyện gì vậy? Andy, anh. Tùy anh tin hay không tin, tôi đến thì ông ta đã chết rồi. Làm sao anh vào được? Cửa trước. Cửa trước ư? Anh có nhìn thấy anh ta không? Không. Buổi sáng này không phải là anh ta. Từ sáng đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy anh ta vào đây. Xin lỗi Andy, bây giờ tôi phải bắt anh. Không được động đậy. Chị, cảm ơn. Cứ yên tâm, em không sao đâu. Anh của tôi tại sao lại chết vậy? Là một cái bẫy. Khi tôi đến thì anh ấy đã chết rồi, bị bóp cổ cho đến chết. Nhất định là Karov. Karov ư? Đúng. Cô đừng ở nhà của tôi nữa. Mục tiêu tiếp theo của bọn chúng nhất định là cô đấy. Chị, người em bảo chị thông báo, chị đã thông báo chưa? Thông báo hết rồi. Chị phải cẩn thận bọn chúng đấy. Người anh em, đúng là kẻ thù gặp nhau nơi đường hẹp. Thế thì sao chứ? Sau khi vào đây, tao đã thêm không ít bạn đâu. Nhiều hơn ngày trước nhiều. Tao còn tưởng không báo được thù chứ. Không ngờ mày cũng có ngày này. Hôm nay ông cũng không báo thù được đâu. Chẳng phải ông nói muốn đánh tôi sao? Bỏ tao ra. Anh La, chị anh đã nhắn tin vào rồi. Tôi đã có hơn 200 người rồi. Không cần đâu. Anh bảo mọi người nể tình một chút, đừng để xảy ra chuyện. Mọi người nghe đây, đánh tùy tiện một tiếng là được rồi. Được, anh hài lòng chưa? Được. Oh,
bộ. Hơi đói bụng, xem thử xem còn gì ăn không nào. Thôi vậy, đều là sống. Mấy thằng nãi làm ảnh hưởng đến bà xem tivi. Làm cái gì vậy? Chúng mày định ăn trộm đồ sao? Cứ tự nhiên đừng khách sáo. Cứ tự nhiên đi. Tôi không biết các anh. Chú làm cái gì vậy? Vân Vân, cháu mau trốn đi. Làm thế nào đây? Ngọc ơi, hãy để ngón tay của tớ chỉ vào chú ấy, thì chú ấy sẽ có đủ sức mạnh. Snooker lại đây, mau lên. Lại đây nhờ, mau lên. Ôi thật là nhát gan, chú ấy ngất đi rồi, làm thế nào bây giờ? Tại sao bọn chúng lại không nhìn thấy chúng ta? Tớ dùng sóng điện tử tác động vào thần kinh não của bọn chúng, làm cho bọn chúng không nhìn thấy ba chúng ta. Nhưng cậu đừng nói nữa, bởi vì sóng điện tử của tớ yếu lắm, ầm lên là bọn chúng sẽ nhìn thấy đấy. Giỏi, võ công giỏi, kiếm pháp giỏi. Thằng Tây kia, có phải là mày hãm hại em trai tao không? Đúng. Chỉ cứ coi như tôi hãm hại anh ta đi. Tao phải đánh cho mày choáng váng mất phương hướng mới được. Võ công của phụ nữ chỉ dùng để đối phó với chồng thôi. Em trai của chị cũng không phải là đối thủ. Chiêu này của chị là gì vậy? Chồng tao sau khi đi chơi gái về, tao đã dùng chiêu này để bắt anh ta đấy. Đàn ông sợ lưu manh sợ đàn bà đánh đá. Hóa ra là thật. Xin lỗi, tôi tìm chị những người đàn bà đánh đá. Mau đến chỗ viên ngọc đi. Tôi đã đủ sức mạnh siêu nhiên rồi. Vừa nãy tôi đã nói rồi, võ công của phụ nữ chỉ dùng để đối phó với phụ nữ thôi. Xem là phụ nữ nào đã. Cindy Morgan, cảnh sát hình sự quốc tế. Mày nói tiếng Anh và tiếng Trung Quốc kém quá. Đau không? That's it.
thần. Tao quý trẻ con, nhưng tao có thể giết nó đấy. Bỏ đứa trẻ ra. Bỏ đứa trẻ ra. Mẹ ơi, che viên ngọc lại. Che lại. Mẹ ơi, đi mau. Mẹ ơi, cô có sao không? Mau đi cứu Bân Bân đi. Khốn. Bây giờ Bân Bân bị bọn chúng bắt rồi. Nếu xảy ra chuyện gì anh nhất định phải chịu trách nhiệm. Được, chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng cũng không thể tha anh. Tôi mặc kệ anh nói gì, tôi phải ra ngoài. Em đi, anh đừng có quá kích động như vậy. Kích động không giải quyết được vấn đề đâu. Thế nào? Bọn chúng sẽ không thả em đi đâu. Anh có thể từ từ ép nó nói ra. Tôi không muốn để người này tiếp tục tồn tại nữa. Anh hiểu rồi chứ? Tôi biết rồi. Ông chủ, chúng tôi đã thí nghiệm viên ngọc quỷ quái này rồi. Độ cứng của nó còn cao hơn cả kim cương. Không có cách nào cắt ra được. Dùng máy thăm dò cũng không có chút phản ứng gì. Tôi nghi ngờ nó có một sức mạnh thần bí nào đó. Hôm qua suýt nữa tôi đã bị nó khống chế rồi. May mà ý chí của tôi kiên định. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Xin chào người bạn nhỏ. Ta biết cháu biết cách dùng viên ngọc này. Dùng cho ta xem nào. Đồ không biết xấu hổ. Chúng tôi không phải là người xấu. Chú vì hạnh phúc của con người mới đưa cháu đến đây. Cháu có hiểu không? Nếu chúng ta biết nguồn sức mạnh của viên ngọc này, thì sẽ là phát hiện vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Mau nói cho chú nghe đi nào. Thế nào? Nói đi chứ. Không được, cũng chẳng có ích lợi gì. Cháu muốn thế nào? Cho cháu cắn ngón tay của chú một cái. Được thôi. Nếu ông đúng là người tốt, thì tôi không cắn đâu. Không sao, cắn đi. Được, vậy tôi cắn nhẹ nhé. Bây giờ có thể nói được chưa? Tôi bảo ông đưa ngón tay cho tôi cắn, nhưng không nói là cắn xong sẽ nói mà. Mày hãy nghe cho rõ đây. Nếu nghe lời tao thì tao sẽ mua kem cho mày ăn. Nếu không nghe lời thì sẽ chẳng có cái gì cả. Ngọc ơi, Ngọc ơi, bọn chúng đã đi hết cả rồi. Cậu hãy mau tỉnh lại nói chuyện với tớ đi. Đừng bỏ tớ. Mau đưa anh ta vào phòng bệnh, mau lên. Để tôi giúp ông nhé.
Từ lâu đã bảo ông đừng có chống đối với tôi rồi mà. Ông anh, tôi chỉ còn lại mỗi một ngón tay thôi. Tôi sẽ bẻ gãy nó giúp ông. Lên xe đi. Tại sao phải dùng phương pháp vượt ngục để thả tôi? Nếu không làm như vậy thì nội gián của cảnh sát trong đó nhất định sẽ đề phòng. Hơn nữa tôi đã biết địa điểm trụ sở của Karop. Tôi sợ là bọn chúng sẽ chuyển đi đấy. Cho nên không thể dùng người của cảnh sát. Cấp trên muốn anh triển khai hành động ngay. Bây giờ chúng ta hãy chia ra làm hai nhóm. Một nhóm từ tầng 3 xuống, một nhóm từ tầng 1 lên. Chúng ta chạy thế nào đây? Theo cách cũ. Xoay tay ra. Hai người cậu một nhóm. Từ tầng dưới chui lên. Nào. Lợi cho cô đấy. Tôi thấy tối nay bọn chúng sẽ đến đấy. Các anh phải cẩn thận một chút. Vâng, thưa sếp. Người bạn nhỏ. Chào bạn. Tại sao bây giờ cậu mới để ý đến tớ? Bọn họ chờ tớ có phản ứng, liền dùng tia laser cắt tớ ra. Thì ai dám có phản ứng chứ? Thế sao cậu lại nói chuyện với tớ? Có người đến cứu cậu rồi. Lúc này tuyệt đối không được sợ hãi, nhưng tôi lại rất sợ. Chúng ta đổi quần áo của bọn chúng đi. Bọn chúng đến rồi đấy. Chúng ta hãy chia ra để đối phó với bọn chúng. Mày là ai? Tôi mới đến. Người tốt hay là người xấu? Người tốt. Chúng ta là người xấu. Andy, tại sao không ngồi tù lại đến đây tìm cái chết thế này? Chẳng lẽ mày không sống kiên nhẫn được sao? Lấy dao bân bân ra đây.
Chúng ta đuổi theo thôi. Andy đừng đuổi nữa. Tìm Bân Bân quan trọng hơn. Sao cậu không bảo người nước ngoài đó thả chúng ta ra? Ý chí của hắn ta rất mạnh. Tớ không khống chế nổi điện não đồ của hắn ta. Tư tưởng của hắn ta rất tà ác. Người bạn tốt, rốt cuộc bạn từ đâu đến đây? Từ nơi rất xa, cách xa tinh cầu của các cậu mấy trăm vạn năm ánh sáng cơ. Ở đó có xa bằng từ đây đến châu Phi không? Sau này cậu lớn lên sẽ hiểu. Sau khi chúng ta rời khỏi đây, tớ muốn cậu giúp tớ một việc. Việc gì vậy? Việc này cậu nhất định phải giữ bí mật, không được để cho người thứ ba biết. Được thôi. Bân Bân, mẹ ơi, cậu ơi, Bân Bân, mẹ, Bân Bân, con không sao chứ? Con làm sao vậy? Mẹ ơi, con mệt quá. Chị à, đưa cháu về nhà nghỉ đã. Không được, ở nhà của anh quá nguy hiểm, tôi thấy nên giữ cháu ở sở cảnh sát. Bân Bân, tại sao lại để cháu ôm hòn đá này? Billy, anh xem này, viên đá này không biết tiết gì dính chặt vào người của Bân Bân, xem ra không phẫu thuật thì không tách nổi đâu. Sao kỳ lạ như vậy? Cái này không biết là thứ quỷ quái gì nữa. Chị cứ yên tâm, nhất định là sẽ có cách. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát. Được. Hai người ở đây canh nhé. Vâng ạ. Các người nghe đây, tôi muốn đưa đứa trẻ này ra ngoài. Chị ơi, có chuyện gì vậy? Chị ơi, xin cho em một vé máy bay đi Hy Lạp. Cậu bạn nhỏ, mẹ của em đâu rồi? Cho chúng tôi một vé máy bay đi Hy Lạp. Được. Được rồi. Phiền chú. Một mình đứa trẻ đó đi Hy Lạp rồi. Đã chứng thực rồi. Nhất định là viên ngọc đó làm trò quỷ quái. Vậy làm thế nào? Tôi cũng muốn đi Hy Lạp một chuyến. Thần Athen, tôi đã quay lại rồi. Hy vọng người sẽ phù hộ cho tôi đưa được viên ngọc về nhà. Họ đã cử người lên máy bay kiểm tra rồi, nhưng không tìm thấy Bân Bân. Không thể nào. Nếu viên ngọc thật sự có sức mạnh thần kỳ thì cũng có thể đấy. Tối hôm đó mũi của tôi chạm phải một cái đã biến thành siêu nhân rồi. Cậu đừng nói linh tinh nữa. Andy, làm cảnh sát cũng như làm trộm vậy, phải có trí tưởng tượng. Mọi người đều nói viên ngọc đó có sức mạnh thần kỳ, tôi thấy rất có thể đấy. Hello. Xin chào. Vâng, tôi là Cindy Morgan. Được, cảm ơn. Cách đây một tiếng có một đứa trẻ mua một chiếc thuyền đi ra đảo nhỏ. Ngọc ơi, chúng ta đi ra đảo đó làm gì? Tớ muốn về ngôi nhà thật sự của tớ. Người bạn nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ở đằng kia. Lối vào ở đâu? Ở phía bên phải các ông có một cửa hang bí mật. Thả đứa bé ra.
Hỏi viên Ngọc xem đưa chúng ta đi đâu. Ngọc ơi, bạn đưa chúng tôi đi đâu vậy? Cậu ơi, Andy. Xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ rơi xuống đây. Cao như vậy rơi xuống thì mất mạng à? Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Andy xuống theo Carlos rồi. Andy không phải là đối thủ của hắn. Hãy cẩn thận. May mà thân thủ của mình nhanh nhẹn. Mọi người không sao chứ? Chúng tôi không sao. Bọn chúng đã bắt Bân đi theo lối trên rồi. Mau đuổi theo. Làm thế nào bây giờ? Cứ yên tâm, ở đây xung quanh có ánh sáng lọt vào, nhất định là có đường khác. Chúng ta đi tìm xem. Đằng kia có ba ký hiệu, có lẽ là để khống chế ba cửa đó, nhưng không biết cái nào là đúng. Mũi tên, sóng, đầu lâu, khu lầu. Ba ký hiệu. Ký hiệu nào là để chỉ lối ra đây? Vừa nhìn là biết ngay. Ông chủ đầu lâu là chỉ sự nguy hiểm, sóng là chỉ sự an toàn, mũi tên là chỉ lối ra. Hai người qua đây. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Tường lực từ. Để tôi thử xem. Đường hầm này hơi kỳ lạ. Để tôi đi trước. Cẩn thận một chút, chọn chỗ có ánh sáng mà đi. Đó là quái vật gì vậy? Hình như nó chết rồi. Các vị, hiện giờ tôi đang dùng điện não đồ để nói chuyện với các vị. Cho nên bất kỳ người có quốc tịch nào cũng hiểu được. Tôi là nhà thám hiểm ngoài hành tinh hệ Ngân Hà. Phi thuyền của tôi bị hỏng, không thể về được. Tôi đã từng chế tạo ra một mẫu người phụ nữ trái đất hoàn mỹ nhất cho bọn họ xem. Bọn họ gọi cô ta là thần tình yêu Venus. Venus ư? Ôi Chúa ơi! Trên trái đất của các người, 2000 năm trước, tôi đã lập cơ sở ở đây. Người ở đây gọi ta là thần.
Có một lần xảy ra tai nạn bất ngờ, ta bị thương, toàn thân bất toại, cho nên ta đã tìm một người trái đất giúp đỡ, đặt ta lên trên chỗ có tia phóng xạ, sau đó đặt viên ngọc ở chỗ hệ thống điều khiển, ta mới có thể biến thành chùm tia sáng, quay trở về tinh cầu của mình. Bây giờ các người đã nghe thấy đoạn băng ghi âm này, là vì người trái đất đã lấy cắp óc ngọc điện tử của ta. Viên ngọc này là thể hỗn hợp giữa óc điện tử và cũng là chìa khóa động lực. Ta hy vọng sẽ có người đưa nó về. Hóa ra là như vậy. Giỏi thật, quả là giỏi thật. Ta có thể thăng quan phát tài rồi. Cả lúc, thả đứa trẻ ra. Mày nói thả là thả ư? Thế thì ta chẳng còn mặt mũi nào. Tôi phải nói các vị, không những đã giúp nhà nước có được người ngoài hành tinh mà còn phát hiện ra được địa điểm này, tôi khẳng định có thể trở thành một trong những người lãnh đạo. Để bày tỏ lòng biết ơn, tôi rất vui được tiễn các vị lên thiên đường. Ưng chào ư? Vũ khí kim loại của hắn ta không bị sự ảnh hưởng của lực từ. Không biết. Kỳ lạ không? Vũ khí của ta được chế tạo bằng một loại siêu hợp kim đặc biệt. Chúng tuyệt đối không bao giờ chịu sự tác động của lực từ. Là sản phẩm vinh dự của bọn tao. Có muốn thử không? Cẩn thận đấy. Chúng ta qua đó bắt nó.
Chào qua. Bân Bân, đừng sợ, đừng dẫm vào đá. Điều khiển. Ngọc, cuối cùng người đã về rồi. Ta có thể quay trở về với tinh cầu của mình rồi. Cảm ơn các vị. Ta có thể khởi hành quay trở về với quê hương của mình rồi. Chúc các vị mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ. Không, không. Sao vậy? Cùng với người ngoài hành tinh quay về trời rồi. Về trời ư? Ngọc ơi, cậu làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện với tớ? Tạm biệt người bạn nhỏ. Nguồn năng lượng của tớ đều dùng để tiễn chủ nhân của tớ về rồi. Tớ sắp chết rồi. Ngọc ơi, bạn không thể chết được. Không thể chết được. Tạm biệt người bạn nhỏ. Ngọc ơi, Ngọc ơi, cậu ơi, Ngọc chết rồi. Đừng khóc nữa. Ngọc đã dạy cháu nhiều thứ như vậy, cháu phải nhớ đấy nhé. Ngọc bé ơi.